các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chế độ ăn uống giúp các nàng cải thiện chất lượng tóc. Những cô nàng đang muốn tóc chắc khỏe, suôn mượt hơn thì các mẹo về chế độ ăn uống sau đây sẽ không thể bỏ qua. Biotin, hay còn gọi là vitamin B7, được xem là thần dược cho mái tóc hư tổn, giúp tăng cường cấu trúc keratin, thúc đẩy sự phát triển và cải thiện độ dày của tóc. Các nàng hãy duy trì cho mình một chế độ ăn uống cân bằng với các thực phẩm có thành phần giàu thành phần này như trứng, hành nhân, bơ, cá hồi và các loại hạt, đậu. Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu thường được sử dụng để tái tạo nên collagen. Đây là loại chất xơ giúp củng cố phần nang tóc của các nàng khỏe mạnh, thúc đẩy sự phát triển tối ưu của mái tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc chẻ ngọn. Nếu các nàng không ăn cay, cà chua cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, vitamin C còn có nhiều trong các loại trái cây như cam, quýt, v.v. Axit béo omega 3 còn có khả năng làm cho mái tóc của nàng trông bóng mượt hơn và giảm tình trạng khô sơ. Các nàng có thể tìm đến các nguồn chất béo lành mạnh có trong cá hồi, cá ngừ. Kẽm có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch toàn diện cho cơ thể, từ đó phục hồi những hư tổn trên da đầu và cải thiện tình trạng của mái tóc. Những loại thực phẩm chứa lượng kẽm dồi dào mà các nàng có thể thưởng thức bao gồm các loại động vật có vỏ như hàu, cua, nghêu hoặc tôm. Protein đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của tất cả các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là mái tóc. Thiếu hụt protein sẽ dẫn tới sự cản trở trong quá trình phát triển của nang tóc, làm cho tóc mỏng và yếu đi. Các loại thực phẩm như thịt gà, thịt heo và thịt bò chứa nhiều protein cần thiết cho bữa ăn của các nàng. Những thực phẩm có chứa nhiều beta-carotene như khoai lang, cà rốt, rau bina và cải xoăn đều được chuyển hóa thành vitamin A và nuôi dưỡng mái tóc sâu từ bên trong. Do đó, các nàng nên bổ sung các thực phẩm giàu beta-carotene vào chế độ ăn hàng ngày để tận dụng tối đa lợi ích của vitamin A cho mái tóc. Folate và sắt trong cơ thể có khả năng giúp tái tạo các tế bào hồng cầu, củng cố sức khỏe của da đầu và tế bào nang để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Các loại rau xanh và đậu là những nguồn thực phẩm giàu folate và sắt nhất, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và sử dụng hai chất này. Ngoài ra, một chế độ chăm sóc tóc đều đặn, đúng cách sẽ giữ cho mái tóc luôn bồng bềnh, dày mượt. Hãy tuân thủ theo quy trình dưỡng tóc dưới đây để có được một mái tóc đẹp như ý. Đầu tiên là xịt dưỡng tóc giảm gãy rụng. Xịt dưỡng tóc là một bước quan trọng giúp giảm gãy rụng và tăng cường độ bóng cho tóc. Hãy xịt một lượng nhỏ dưỡng tóc hàng ngày, đặc biệt tập trung vào những vùng chân tóc yếu, dễ gãy. Sau đó massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào tóc. Công đoạn này có tác dụng cung cấp dưỡng chất, bảo vệ tóc khỏi tác động từ môi trường, giảm thiểu rụng tóc. Sử dụng dầu dưỡng tóc từ 2 đến 3 lần mỗi tuần sau khi gội đầu. Dầu dưỡng tóc là sản phẩm cần thiết trong quy trình chăm sóc tóc để giúp tăng cường độ ẩm cho tóc. Sau khi gội đầu và tóc đã khô khoảng 80%, bạn hãy lấy một lượng dầu dưỡng tóc vừa đủ, thoa đều lên tóc từ gốc đến ngọn. Massage nhẹ nhàng để dầu thẩm thấu đều trên tóc cho đến khi tóc khô hẳn. Dùng dầu dưỡng tóc từ 2 đến 3 lần mỗi tuần sẽ giúp tóc trở nên mềm mượt, giảm tình trạng tóc khô và tóc gãy. Dùng kem ủ tóc một lần một tuần. Kem ủ tóc là một liệu pháp chăm sóc tóc sâu hơn, nên sử dụng kem ủ tóc một lần mỗi tuần để cung cấp dưỡng chất, phục hồi tóc hư tổn. Sau khi gội đầu, bạn hãy lấy một lượng kem ủ tóc vừa đủ, thoa đều lên tóc từ gốc đến ngọn. Tiếp đến, hãy massage nhẹ nhàng để kem thẩm thấu đều và để tóc trong khoảng thời gian được quy định trên sản phẩm. Cuối cùng, xả tóc sạch bằng nước ấm. Kem ủ tóc có công dụng tái tạo, làm tóc mềm, đồng thời giảm tình trạng tóc hư tổn, xơ yếu.